Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế của Lê Cần News. Sau đây sẽ là những thông tin mới chúng tôi vừa cập nhật. Phụ nhảy xuống kênh khi cảnh sát giao thông kiểm tra sẽ tịch thu xe ba gác theo quy định. Chiều ngày 4 tháng 11, Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ xe ba gác của ông Nguyễn Văn Việt, 57 tuổi, ngụ phường 10, quận 11, người trèo xuống kênh Tân Hóa để phản đối cảnh sát giao thông chặn xe xử lý vi phạm. Theo quy định, hiện ông Việt vẫn chưa xuất trình được giấy đăng ký xe thì công an tạm giữ xe ba gác 3 tháng. Trong thời gian này, nếu ông không xuất trình được giấy đăng ký xe hợp lệ, công an quận 11 sẽ ra quyết định tịch thu chiếc xe ba gác này theo đúng quy định. Như đã thông tin, trên mạng xã hội lan truyền clip với nội dung chạy xe ba gác chở hàng bị cảnh sát giao thông thổi vào, năn nỉ bỏ qua không được nên nhảy xuống kênh. Clip dài gần 4 phút cho thấy một người đàn ông nằm nổi trên mặt nước kênh Tân Hóa và liên tục hét lớn. Sau đó có hai người đàn ông leo xuống kênh cùng người dân dùng dây kéo người này lên bờ. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Sau đó công an quận 11 đã phản hồi sự thật liên quan đến clip này. Theo đó, ông Việt chở hàng hóa vượt quá hạn quy định nên dừng xe kiểm tra. Khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm, ông xin bỏ qua nhưng không được tổ tuần tra chấp nhận. Lúc này ông đã leo xuống kênh Tân Hóa la hét nhằm phản đối. Sau đó cảnh sát giao thông và người dân đã đưa ông lên bờ. Sau khi ổn định lại tâm lý, ông đã làm việc với công an quận 11 và thừa nhận các lỗi vi phạm. Mổ bụng cá khủng, ngư dân kinh hãi khi nhìn thấy những thứ bên trong. Sau khi đưa con cá lên thuyền, vì nghi ngờ có chuyện gì đó không ổn, nên ngư dân đã mổ bụng con cá ra xem điều gì đã khiến nó đau đớn như vậy. Khi mổ bụng con cá, họ đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện thấy những thứ như vỏ nhựa, một mảnh túi ni lông, nắp lon, một cái lược, một cái bật lửa và nhiều mảnh vụn khác đang nằm trong bụng cá. Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến cho những người yêu động vật phẫn nộ. Đây được xem là lời cảnh báo về vấn đề ô nhiễm môi trường biển ngày càng gia tăng mà có thể gây nguy hại đến động thực vật. Chuyên gia sinh vật biển giải thích rằng cá thường bị nhầm những mảnh nhựa với con mồi nên nuốt chúng mà không hay biết. Nhựa không thể bị phân hủy và có thể gây nghẽn một số cơ quan nội tạng của cá. Do đó chúng không thể tiêu hóa con mồi, dẫn đến việc bị chết đói, vị chuyên gia chia sẻ. Tài xế ô tô bất cẩn gây tai nạn tông hai học sinh lên nắp capo. Sáng ngày 5 tháng 11, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc xác nhận thông tin về một vụ tai nạn giao thông khiến hai học sinh bị thương nặng xảy ra trên địa bàn xã vào chiều ngày 4 tháng 11. Theo đó, vào khoảng 17 giờ 3 phút chiều cùng ngày, trên địa bàn xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một xe ô tô màu đen nhãn hiệu Toyota chưa rõ biển kiểm soát và một xe máy đang chở hai bạn học sinh. Tai nạn giao thông do tài xế ô tô bất cẩn khiến hai học sinh đi xe máy bị thương nặng. Camera của nhà dân tại hiện trường ghi lại vụ việc cho thấy vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô lúc này vẫn đang trong quá trình nhập đúng vào làn để di chuyển, nhưng do sang đường bất cẩn, thiếu quan sát dẫn đến xảy ra va chạm với xe máy lúc này cũng đang di chuyển đúng làn đường. Hậu quả xe máy và hai em học sinh bị tông bay lên nắp capo và lăn xuống đường nằm bất tỉnh. Trong khi đó, đầu xe ô tô bị hư hỏng, còn xe máy vỡ nát. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bắc Bình cho biết, hiện hai em học sinh trong vụ tai nạn vẫn đang được điều trị. Cả hai em đều bị thương khá nặng, trong đó có một em bị gãy xương đùi. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định. Vụ hai thiếu niên tử vong dưới mương nước, điều tra mở rộng, triệu tập các học sinh liên quan. Ngày 5 tháng 11, Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng vụ án. Trước đó, sáng 22 tháng 10, Công an xã Đông Hội, Đông Anh tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện hai thi thể tại mương nước trên địa bàn thôn Lại Đà, xã Đông Hội. Hai nạn nhân trên là cháu B, sinh năm 2008, và M, sinh năm 2008, cùng trú Đông Anh. Ngày 20 tháng 10, Phạm Thanh An, sinh năm 2007, mâu thuẫn với Phạm Quang Vinh, sinh năm 2009 và hẹn 21 giờ ngày 21 tháng 10 gặp nhau tại cổng trường trung học cơ sở Ngô Quyền để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, hai bên rủ thêm khoảng hơn chục người. Đến khu vực cầu sắt thuộc thôn Hội Phụ, Đông Hội, nhóm Vinh bỏ chạy theo các hướng khác nhau.
trong đó có xe của B chở M chạy theo hướng thôn Lại Đà, Đông Hội, thì bị 5 xe máy nhóm của An đuổi theo. Không thấy xe của B chở M đi vào thôn Lại Đà, nên các đối tượng quay lại khu chung cư Đông Hội, không có va chạm với xe cháu B chở M. Công an huyện Đông Anh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội pháp y xác định sơ bộ nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân do đa chấn thương, phù phổi cấp, chấn thương sọ não, chấn thương ngực suy tuần hoàn, suy hô hấp cấp. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi đuổi theo cháu M và P đến đầu thôn Lại Đà, Đông Hội thì không thấy nên quay lại khu chung cư Đông Hội. Kết quả hình ảnh camera an ninh và biên bản hiện trường xác định, 5 xe máy nhóm An đuổi theo xe máy của cháu P chở M qua cầu chui đường Trường Sa rồi rẽ về cổng làng thôn Lại Đà, Đông Hội. Nhận định xe máy của cháu P chở M khi qua gầm cầu chui đường Trường Sa đi thẳng về phía cánh đồng thôn Lại Đà, thoát khỏi truy đuổi khoảng 800 mét thì không làm chủ được tốc độ, lao xuống mương nước thôn Lại Đà, tử vong. Mỗi nạn nhân còn sống trong vụ cháy chung cư mini được hỗ trợ tối thiểu 700 triệu đồng. Sáng ngày 5 tháng 11, tại nhà văn hóa phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Ban vận động quận Thanh Xuân đã tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại số nhà 37 ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Cụ thể, 88 người còn sống sau vụ cháy tòa nhà, mỗi người được hỗ trợ 700 triệu đồng. Hỗ trợ thờ cúng với người tử vong, thân nhân người đứng ra thờ cúng, mỗi trường hợp tử vong là 500 triệu đồng. Đối với 37 trường hợp bị thương, tổng mức hỗ trợ là 15 tỷ 100 triệu đồng. Trong đó có 3 nạn nhân phải điều trị từ 3 đến 7 ngày, được hỗ trợ 300 triệu đồng trên một người. Có 33 nạn nhân phải điều trị từ 7 ngày trở lên, được hỗ trợ 400 triệu đồng trên một người. Một trường hợp bị thương nặng được hỗ trợ 1 tỷ đồng. Đối với trường hợp trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, thì cháu bé được hỗ trợ 2 tỷ đồng. 4 cháu mất cha hoặc mất mẹ, mỗi cháu được hỗ trợ 1 tỷ đồng. 22 cháu dưới 16 tuổi có cha mẹ còn sống, mỗi cháu được hỗ trợ 600 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ cho các nạn nhân trong cả hai đợt là 130 tỷ 120 triệu đồng. Số tiền còn lại là 2 tỷ 221 triệu đồng. Ban vận động thống nhất dùng số tiền này để xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại các khu vực xảy ra hỏa hoạn theo quy định. Sự thật vụ phó bí thư xã nấp dưới gầm giường vợ người khác. Trước đó, theo phản ánh của người dân thôn Thành Thiện, xã Hiệu Thành, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, tối ngày 24 tháng 2, người dân phát hiện anh Đinh Thế Nam, 42 tuổi, phó bí thư trực đảng ủy xã Thiệu Thành, đến nhà chị Giang Thu Hiền, 44 tuổi, trú tại thôn Thành Thiện, đi vào phòng chị này và đóng cửa. Nghi ngờ có dấu hiệu mờ ám, người nhà chị Hiền đã phá cửa xông vào, phát hiện chị Hiền và anh Nam đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Bức xúc trước sự việc trên, nhiều người đã trút mưa đòn lên người anh Nam. Trước thông tin dư luận về việc phó bí thư đảng ủy xã Thiệu Thành, Thiệu Hóa, Thanh Hóa bị bắt quả tang trong phòng vợ người khác, ông Ngô Ngọc Thiền, bí thư đảng ủy xã Thiệu Thành cho biết công an xã đã nhanh chóng giải quyết hỗn loạn và lập biên bản sự việc. Trước sự việc có liên quan, anh Nam phủ nhận cáo buộc có quan hệ bất chính với chị Hiền. Trong bản tường trình, anh Nam ghi, thời gian gần đây anh có ý định mua ô tô, biết điều này chị Hiền giới thiệu với anh, người nhà dưới thành phố Thanh Hóa có xe cầm đồ bán. Nên hai người hẹn nhau tối đó xuống xem xe. Đến 20 giờ anh có mặt tại nhà chị Hiền. Tại đây, chị nói anh ngồi chờ để chị đi mượn người đến trông hai cháu. Sau đó hai người cùng đi xuống thành phố. Tại thời điểm trên, anh có nghe tiếng người bên ngoài nên đã khép cửa lại. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, chị Hiền không mở mà còn tắt điện thoại, rồi bảo anh Nam vào trong buồng trốn, nên mọi người đã phá cửa. Trước thông tin phát hiện anh Nam trong nhà cùng với chị Hiền trên người không mảnh vải che thân, anh lên tiếng phản bác, đồng thời khẳng định lúc đó anh đang mặc bộ quần áo vest. Được biết, ông Nam trước đây là bí thư đoàn xã, sau đó đảm nhiệm chức vụ phó bí thư đảng ủy xã. Bí ẩn cô gái chân xăm hình đầu lâu, tử vong ở cao ốc Đà Nẵng. Ngày 5 tháng 11, Thượng tá Trần Nam Hải, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng, ký thông báo gửi công an các đơn vị trên địa bàn, đề nghị phối hợp truy tìm lai lịch nạn nhân. Trước đó, lúc 18 giờ ngày 4 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về việc phát hiện tử thi chưa rõ lai lịch tại tầng 4, tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai, đường Hàm Nghi, phường Thạc Gián. Khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân là nữ giới có đặc điểm nhận dạng giống như người nước ngoài, cao khoảng từ 1,5 đến 1,6 mét, mặc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ trắng, quần đùi thun màu đen. Nạn nhân có tóc dài ngang vai màu vàng, mu bàn chân phải có xăm dòng chữ You are my fist of mine
I am your manette. Trên bàn chân phải có xăm hình bộ xương và lưỡi hái. Tại hiện trường, công an xác định nạn nhân có mang theo một chìa khóa, loại khóa cửa có gắn thẻ màu xanh. Trên thẻ có viết số 203. Sau khi tiếp nhận vụ việc, công an thành phố Đà Nẵng đã điều tra ban đầu, đồng thời đưa tử thi về lưu giữ tại phòng lạnh nhà đại thể Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục làm rõ vụ việc. Cựu cảnh sát hình sự cùng vợ lừa đảo hơn 18 tỷ đồng, chỉ nộp 20 triệu đồng khắc phục hậu quả. Như tin đã đưa, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Dương Thị Mỹ Linh, sinh năm 1987, và Nguyễn Xuân Anh Dũng, sinh năm 1990, cùng trú Thừa Thiên Huế, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 1 năm 2020 đến ngày 6 tháng 2 năm 2022, lợi dụng lòng tin của nhiều người, Dương Thị Mỹ Linh và Nguyễn Xuân Anh Dũng, lúc này Dũng còn công tác tại đội cảnh sát hình sự công an thành phố Huế, đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Cặp vợ chồng này đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để đáo hạn ngân hàng, vay tiền để kinh doanh, thế chấp đất, viết giấy vay nợ để lừa đảo chiếm đoạt của 12 bị hại với tổng số tiền hơn 18,2 tỷ đồng. Trong đó, số tiền Dương Thị Mỹ Linh chiếm đoạt là hơn 8,6 tỷ đồng, số tiền Nguyễn Xuân Anh Dũng chiếm đoạt là 2,4 tỷ đồng, số tiền Dương Thị Mỹ Linh cùng Nguyễn Xuân Anh Dũng chiếm đoạt là 7,2 tỷ đồng. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của bị cáo và kết quả tranh tụng, hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Thị Mỹ Linh 18 năm tù, Nguyễn Xuân Anh Dũng 15 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự hai vợ chồng này là phạm tội hai lần trở lên. Về tình tiết giảm nhẹ, trong quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục một phần thiệt hại cho các bị hại. Về khắc phục thiệt hại cho các bị hại, theo hồ sơ vụ án, Dương Thị Mỹ Linh đã giao nộp cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế số tiền 20 triệu đồng. Trong số 20 triệu đồng này, Dương Thị Mỹ Linh nộp thay cho Nguyễn Xuân Anh Dũng 10 triệu đồng, tức là vợ chồng Linh mỗi người chỉ nộp 10 triệu đồng để khắc phục thiệt hại cho các bị hại. Người phụ nữ lạ mặt đột nhập bệnh viện bế bé gái sơ sinh đi hơn 40 km khai gì? Ngày 5 tháng 11, Công an thành phố Thủ Dầu Một đang lấy lời khai điều tra vụ người phụ nữ lạ mặt đột nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, bế bé gái sơ sinh đi hơn 40 km. Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ này khai tên T, sinh năm 2005, quê Bến Tre, đang ở trọ tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương. T bị bệnh u nang buồng trứng, đã sảy thai một lần, khả năng có con rất thấp. Người phụ nữ này muốn có con, cùng với áp lực gia đình nên đã nói dối chồng đang mang thai, và khoảng tháng 10 năm 2023 sẽ sinh con. T có tạ người mập, giống đang mang bầu, nên chồng và gia đình chồng đều tin. Ngày 4 tháng 11, T nói với nhà chồng vào bệnh viện để sinh con. Tuy nhiên, bác sĩ kết luận T không mang bầu nên không cho ở lại. Sau đó, T đi quanh trong bệnh viện và lấy trộm áo blue trắng, giả làm nhân viên y tế, rồi vào phòng sản phụ, nói là bế cháu bé đi chích ngừa. Sản phụ tin và để T bế. T mang đứa trẻ về phòng trọ ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiến, nói với người thân là con mới sinh. Đại diện Công an thành phố Thủ Dầu Một cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ bệnh viện, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc. Đến khoảng 2-3 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được người phụ nữ cùng bé gái tại phòng trọ. Cháu bé được đưa về với mẹ trong đêm ngày 4 tháng 11, sức khỏe hai mẹ con ổn định. Bước đầu xác định, người phụ nữ này bắt cháu bé về để nuôi. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long công bố thời điểm chuyển giao quyền lực. Phát biểu tại hội nghị thường niên của Đảng Hành động Nhân dân Cầm quyền PAB hôm ngày 5 tháng 11, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho hay, ông sẽ chuyển giao quyền lực cho Thủ tướng Lauren Vương trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo mà hạn chót tổ chức là tháng 11 năm 2025. Ông Lauren nói với tôi rằng ông ấy đã sẵn sàng. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở ông Lauren và đội ngũ của ông ấy. Vì vậy, không có lý do gì để trì hoãn chuyển giao chính trị, nhà lãnh đạo Singapore cho biết. Ông Lý, 71 tuổi, cho biết ông đã không thể chuyển giao quyền lực trước sinh nhật 70 tuổi của mình như dự định do đại dịch COVID-19. Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ chuyển giao quyền lực trước kỷ niệm 70 năm thành lập PAB vào năm tới. PAB được thành lập vào ngày 21 tháng 11 năm 1954. Ông Lý nhấn mạnh các bộ trưởng nội các đã ủng hộ ông Vương trở thành lãnh đạo tiếp theo của đất nước. Quyết định quan trọng còn lại phải đưa ra là thời điểm bàn giao quyền lực trước hoặc sau cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.
Nếu ông Lo Rình Vương được bàn giao quyền lực trước tổng tuyển cử, nghĩa là ông sẽ dẫn dắt thế hệ lãnh đạo thứ tư trong chiến dịch tranh cử kế tiếp và tự giành sự ủy thác của cử tri cho chính mình và thế hệ lãnh đạo thứ tư. Ông Lý Hiển Long là con trai của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Ông giữ chức Thủ tướng từ năm 2004 và cũng là lãnh đạo đảng PAP. Năm ngoái, ông Lý Hiển Long tuyên bố Bộ trưởng Tài chính Vương, 50 tuổi, sẽ là người kế nhiệm ông. Ông Vương sau đó được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng. Trước đó, ông Vương đã có thời gian dài giữ các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên, Thứ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia và Bộ trưởng Giáo dục Singapore. Ngoài ra, ông từng là thư ký riêng cho Thủ tướng Lý Hiển Long trong giai đoạn 2005-2008. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và nhớ bấm đăng ký kênh Lê Cần News để có thể cập nhật những thông tin mới mỗi ngày.